Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của NT Studio. Mặc dù là một công ty độc lập thiết kế cho hết các bộ phận sử dụng trên các sản phẩm của mình, tuy nhiên thì Apple vẫn phải phụ thuộc vào một số các nhà sản xuất linh kiện từ module camera, chip và màn hình. Và nhắc tới màn hình thì hiện nay thì Apple vẫn đang phải phụ thuộc vào một số nhà sản xuất như là Samsung, LG, BOE và một số những cái thương hiệu khác. Dạo gần đây thì chúng ta đã nghe nói rất nhiều về lỗi màn hình xanh trên những mẫu iPhone 13 Pro, 13 Pro Max. Thực tế thì cái lỗi này nó đã xuất hiện từ giữa năm 2022. Đối với những mẫu iPhone 13 Pro, 13 Pro Max còn thời hạn bảo hành thì Apple sẽ hỗ trợ bảo hành các bạn lên thiết bị này. Còn đối với những thiết bị mà đã hết cái thời gian bảo hành rồi thì người dùng sẽ phải chi trả một số tiền khoảng 7-9 triệu đồng để các bạn có thể thay cái linh kiện. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện nay là đã có cái cách fix lỗi này rồi bởi các phát xuất Trung Hoa đã nghĩ ra bằng việc sử dụng một cái sợi dây đồng để fix được cái lỗi màn hình xanh. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có rủi ro trong quá trình sử dụng. Cụ thể là các bạn sẽ bị mất 120 hạt đó. Và với cái trục trặc kỹ thuật này thì đã khiến cho giá của những mẫu iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, đặc biệt là với những phiên bản đã qua sử dụng á, thì ngày càng rớt giá thê thảm. Và mình thì cũng đang có một chiếc 13 Pro, hiện tại mình vẫn sử dụng bình thường. Tuy nhiên là không biết trong thời gian tới đây nó sẽ như thế nào. Và mình rất lo lắng trong cái thời điểm cuối năm nếu như mà 15 series ra mắt, mình muốn nâng đời mà giá của 13 Pro của mình giảm thì cũng mất một khoản tiền khá đấy đúng không? Thế nên nếu như ở thời điểm này, nếu như bạn nào mà muốn an toàn nhất thì hãy lựa chọn những mẫu máy mới để có thể khui siêu và bóc hộp thì hãy đến Di Động Việt nhé. Tại đây thì sẽ có rất nhiều những mẫu iPhone để các bạn có thể lựa chọn và đặc biệt là được hưởng chế độ bảo hành đầy đủ luôn. Nói qua một chút về cái nguyên nhân gây ra lỗi màn hình thì đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Có giả thuyết thì nói rằng là do những cái màn hình này là đều từ phía BOE sản xuất, họ đã cắt giảm một vài những thành phần nào đó trong quá trình sản xuất nên mới gây ra cái lỗi này. Nhưng cũng có những giả thuyết đưa ra rằng là cái màn hình 120Hz này khi mà những cái máy của các bạn cập nhật lên những phiên bản mới nó đã gây ra một số những cái xung đột. Và cái màn hình 120Hz này nếu sử dụng trong thời gian dài bị nóng lên như thế thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng là bị trắng hoặc là bị sọc xanh đã xảy ra. Nhưng quan trọng là ở thời điểm này Apple vẫn không công nhận cái lỗi này các bạn ạ. Khá là quan ngại đúng không? Quay trở lại về vấn đề là Apple đang khá phụ thuộc vào các nhà sản xuất linh kiện bên thứ ba ở phần màn hình như là Samsung, LG hay là BOE thì đương nhiên là Apple cũng rất là đau đầu trong vấn đề này bởi vì ít nhiều chất lượng giữa các nhà sản xuất màn hình nó cũng sẽ có sự chênh lệch. Làm sao mà các bạn biết được là cái màn hình mà mẫu iPhone các bạn đang sử dụng là đến từ nhà sản xuất nào đúng không? Vậy nên Apple vẫn đang rất nỗ lực để giành lại quyền kiểm soát tốt hơn nguồn cung màn hình và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất bên thứ ba với việc phát triển màn hình MicroLED. Thì MicroLED hiện nay đang được đánh giá là một trong những công nghệ tiềm năng và nó còn tốt hơn nhiều so với công nghệ màn hình LCD và OLED ở thời điểm hiện nay. MicroLED thì có khả năng tự phát sáng, nghĩa là nó sẽ không cần sử dụng đến nền mà vẫn cho màu đen sâu hơn, độ tương phản cao hơn và hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn. Ngoài ra thì màn hình này cũng có độ bền tốt hơn cũng như là có thể sản xuất trên nhiều kích thước khác nhau. Apple hiện nay thì đang tập trung vào R&D màn hình MicroLED cho các thiết bị của mình và họ đã chi tới tận 1 tỷ đô cho cái việc R&D màn hình MicroLED để nhanh chóng đưa màn hình này ra thị trường với chi phí tốt hơn. Bất chấp với việc là đang phải đối mặt với rất là nhiều những khó khăn thử thách và họ vẫn không thể biết được thời điểm chính xác có thể đưa cái màn hình MicroLED đầu tiên này ra thị trường, nhưng mà họ vẫn cố gắng đảm bảo rằng chắc chắn sẽ mang cái công nghệ màn hình này đến với thị trường smartphone trong tương lai sớm nhất. Nếu như màn hình MicroLED thành công và có thể phát huy hết tiềm năng của mình thì nó sẽ là một cuộc cách mạng về công nghệ màn hình trên smartphone và đảm bảo duy trì được vị thế nhà sản xuất smartphone số 1 trên thế giới của Apple. Và rõ ràng nếu như mà Apple thành công trong việc sản xuất màn hình MicroLED thì Samsung hay là LG sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều về phần doanh số màn hình smartphone. Các bạn biết không, trong năm 2021 thì Samsung đã kiếm về cho mình được khoảng 10,3 tỷ đô và LG cũng đã kiếm được khoảng 3,6 tỷ đô về việc cung cấp màn hình cho Apple. Vậy nên nếu như mà Apple sản xuất được màn hình MicroLED thì chắc chắn là hai cái thương hiệu sản xuất màn hình trên thế giới này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến doanh số đúng không nào? Còn các bạn có hào hứng với việc là Apple sẽ mang đến màn hình MicroLED mới trên thị trường hay không? Thì hãy comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!